Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và tôi là Kiều Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip ngày hôm nay. Clip này thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những công dụng của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc đối với sức khỏe của chúng ta. Táo đỏ sấy khô là gì? Táo đỏ sấy khô thì từ lâu được xem là một loại thảo dược vô cùng bổ dưỡng. Nó mang đến cho người dùng một làn da đẹp cũng như là bồi bổ sức khỏe và thậm chí là hỗ trợ chữa một số bệnh. Quả táo đỏ khô thì là một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, nó có thể là bổ sung sắt cho thai phụ. Và các chuyên gia nghiên cứu thì đã chứng minh rằng táo đỏ rất có lợi cho dạ dày, nó bổ sung khí huyết, bệnh phổi. Bên cạnh đó thì táo đỏ còn là một nguyên liệu nấu ăn quen thuộc của nhiều gia đình. Với nhiều lợi ích tuyệt vời thì táo đỏ Hàn Quốc hiện nay là sản phẩm rất được ưa chuộng. Vâng, táo đỏ thì có ở rất nhiều nơi như là Việt Nam, Nhật Bản hay là Trung Quốc. Tuy nhiên thì táo đỏ sấy khô ở Hàn Quốc luôn có chất lượng tốt do điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho sự phát triển của các loại thảo dược. Ngoài ra thì táo đỏ cũng có một số công dụng nhất định cho sức khỏe. Đầu tiên là táo đỏ giúp chống dị ứng. Táo đỏ trị bệnh dị ứng phát ban. Mỗi ngày thì quý vị chỉ cần ăn 3 lần, mỗi lần 10 quả táo đỏ. Và ăn trong 3 ngày thì hiệu quả sẽ thấy tức thì. Và gần đây thì các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra rằng trong táo đỏ chứa một hàm lượng chất lớn gọi là kem. Và chất này thì có tác dụng trị dị ứng và giãn mạch máu. Đồng thời thì nó cũng có một số tác dụng khác như là việc tăng cường thu nhỏ cơ tim hay là chất nuôi dưỡng cơ tim. Thứ hai, táo đỏ giúp chữa bệnh huyết áp thấp. Quý vị chọn 20 quả táo đỏ và một con gà mái tơ, chặt từng khúc, ướp gia vị hầm lửa to và đến khi gà gần như thì cho táo đỏ vào. Có thể dùng canh gà hầm táo đỏ để làm nhiều lần. Thứ ba, táo đỏ có tác dụng bổ cho gan. Đối với người mắc chứng bệnh như là viêm gan cấp tính, xơ gan hay là có lượng huyết thanh cao thì mỗi tối trước khi đi ngủ dùng canh hầm lạc với táo đỏ và dùng liên tục như vậy trong 30 ngày thì có thể hạ được lượng huyết thanh xuống. Thứ tư, táo đỏ còn có tác dụng giúp phòng chống ung thư. Táo đỏ thì chứa các thành phần không chỉ tốt cho cơ thể mà còn làm đẹp da. Táo đỏ sấy của Hàn Quốc thì bổ sung các chất dinh dưỡng, khoáng chất hay là vitamin, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Bổ sung táo đỏ sấy của Hàn Quốc sẽ giúp các thai phụ chống lại sự hình thành các vết nám ở da trong quá trình mang thai. Vâng, vừa rồi là một trong những tác dụng của táo đỏ. Và quý vị có thắc mắc rằng vì sao táo đỏ lại có công dụng chữa được nhiều bệnh như vậy không ạ? Thì như quý vị đã biết, trong táo đỏ chứa nhiều thành phần và táo đỏ khô thì có chứa hàm lượng vitamin C cũng như là vitamin E rất cao, cùng với nhiều protein, lipid, axit amin, vitamin A, B2, C, B hay các nguyên tố vô cơ như là canxi, phốt pho, sắt, nhôm. Và tôi tin chắc rằng với những công dụng kể trên của táo đỏ cũng như là những lợi ích mà táo đỏ mang lại thì quý vị sẽ ngay lập tức sử dụng sản phẩm này ạ. Và nếu như quý vị còn thắc mắc chưa biết mua táo đỏ sấy khô Hàn Quốc ở đâu thì để yên tâm hãy liên hệ ngay tới số hotline 0904 363 985 của Korea Shop 24 giờ để được tư vấn miễn phí. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích về công dụng của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.